Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay lại kênh Lát và Gác của Sống Mỹ. Các bạn ơi, các bạn coi nè, mình mới vừa mua 5 hộp. Cái này kêu là cái gì? Popping Cooking. Cái này của Nhật Bản, cái này mình thích lâu lắm luôn á. Tự nhiên cái mình đi siêu thị Thuận Phát, mình thấy nó có bán, trời ơi vui quá. Mình mua về, mình muốn làm thử, mình muốn chơi thử cái này. Ok, coi như là bà cho mình một vé về lại tuổi thơ đi nha. Hồi đó mình rất thích mấy cái này luôn á. Nhưng mà mình thấy nó rất là mắc, tại vì cái này của Nhật Bản á, cho nên giá thành nó rất là cao. Hồi lúc mình ở Việt Nam á, mình thấy cái này nó mắc lắm. Nó so với cái lúc mà mình mới vừa đi làm nữa, mình thấy không có đáng mua cái này mắc, mà chơi được chút xíu thôi. Nhưng mà bây giờ thấy trên siêu thị tự nhiên cái thấy ngứa ngáy, nó muốn về lại tuổi thơ. Thì các bạn cùng mình về lại tuổi thơ nha. Đây là 5 món vừa làm đồ chơi mà vừa đồ ăn. Thì nó rất là mình rất là thích luôn á. Và hôm nay coi như cho mình hả về lại một ngày của cỡ cái tuổi 17, 18 nha các bạn nha. Thì hồi xưa mình làm gì có tiền mà mua mấy cái này. Cỡ cái tuổi của mình thì không có tiền mua mấy cái này đâu. Mấy cái này rất là mắc đó, cho nên là bây giờ thì mình có điều kiện rồi, mình thích cái gì thì mình có thể mua và mình chơi cái đó. Và mình có thể và cũng nhân dịp này mình review cho các bạn xem luôn. Mình mua là nó tới mình thấy có 5 loại khác nhau, là mình mua hết 5 loại luôn á. Là nó có loại này là sushi nè, sushi. Còn loại này là waffle. Loại này là burger, hamburger nè, có khoai tây với lại nước ngọt nè. Còn loại này là bánh donut. Trời ơi, nhiều cái sợ luôn á. Ôi, còn loại này là kem á ta. Ồ, nè, bánh kem, cây kem nè. Đó, khác mới ghi là khác. Mà cái này là sẵn, cái này nó ghi là made in của Japan luôn các bạn. Đó. Mà phía sau đây thì tiếng Anh. Sau đây tiếng Anh. Mà tiện có cái á, là ở trên đây nè, nó có cái QR code nè, là nó có tiếng Việt luôn. Cho nên là mình sẽ bấm cái QR code này vô cái máy iPad của mình để mình bấm ra tiếng Việt, mình coi hướng dẫn như làm như thế nào nha. Thì video chắc nó sẽ rất là dài, mình nghĩ là mình sẽ làm 2 cái trước. Mình sẽ inbox 2 cái trước và sau đó còn 3 cái thì có thể là mình sẽ cùng gia đình chơi. Thì mình bây giờ mình chơi trước để mình biết nó như thế nào đã. Ok, bây giờ các bạn cùng mình, bây giờ mình sẽ làm sushi nha. Ok, mình rất thích ăn sushi, mà không biết sushi kẹo thì nó sẽ ra như thế nào nha. Ok, bây giờ mình làm thôi, let's go. Sushi. Ok, bây giờ mình bắt đầu mở ra phần sushi nha. Đây, nó kêu là tiệm sushi vui vẻ. Sushi, mình rất thích ăn sushi các bạn ơi. Thì ở đây nó có hướng dẫn làm cơm. Thì coi như là cái đầu mình coi tới đó đi. Là đầu coi cái món sushi này có gì. Có chứ, sushi trứng nè, sushi cá ếch, cái này là tuna, cái này là trứng cá hồi. Ok, bây giờ mình mở ra nha. Thì mình thấy này nó có cái đường nè, là mình sẽ tưng 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 đây nữa, tinh, ôi bể bể, à ôi chỗ bên này, ô bên này là ở dặn đó bó tạp, góc mình coi. Wow, này là thật 6 cái ta.
Mình có nhiều bạn như ở đây đó, có cái dĩa mà thay cái này của mình, nó phải là cái dĩa. Tại vì mình sẽ cắt theo cái đường này nha. Cái này mình cũng phải cắt ra luôn không? Cắt ăn của sushi khá ngon. Ok, giờ mình sẽ lấy cái dĩa mình đắp lên đây, cái đó sạch chứ để cái bàn nó dơ lắm. Ok, bây giờ mình sẽ coi coi trong đây nó có cái gì nha. Một bịch màu xanh, rice candy powder, đây là làm cơm nè. Cái này là Simon. Ủa sao hai cái Simon? Cái này hình như là làm cái gì nè, cái trứng cá hồi. Cái này là cá tuna nè, tuna nè. Cái này là trứng. Còn này là gì? Ui, soy sauce nữa hả? Trời ơi, soy sauce, nước tương. Trời ơi, cái này đồ giả cũng có nước tương nữa. Còn cục này, cục gì đây? Người đen màu lùi gì? Ồ, có một cái muỗng và một cái bùm. Nè, cái này mình phải chuẩn bị nước trước nè. Ok, bây giờ mình sẽ coi cái này là cái gì đã. Đây có một cái khuôn. Cái khuôn ghi số 1. Bây giờ mình sẽ coi nha. Cái này là mình sẽ rửa tay trước khi làm. Bây giờ mình sẽ cùng làm cơm nào. Ok, mình sẽ cái khay số 1 này nè, mình sẽ để nước vô. Cái đầu bơm đâu rồi? Đây cái đầu bơm. Mình sẽ để nước vô cái khay này tới cái mức này của nó. Oops. Ủa để nào mới xong trời. Mình sẽ đổ cái bịch màu xanh này vô. Cái gói màu xanh này để ghi là cơm. Hãy cho túi bột làm cơm màu xanh vào rồi trộn đều lên cho khi thành hình. Ok, bây giờ mình cắt. Này là cái bột màu trắng các bạn ơi. Thử cái mùi cái. Trời ơi, nó thơm lắm rồi. Nó thơm luôn. Giờ mình đổ vô nha. Ôi, nước có chút xíu đổ không ta. Rồi mình sẽ lấy cái muỗng mình khuấy. Trời ơi, nó cho muỗng màu hồng nữa chứ ngớm. Trời ơi, thơm quá à. Giống như kẹo xin gum vậy đó. Đủ nước không ta mà sao thấy nó kỳ quá à. Nó xúc từ bên ngoài bên đây rồi. Qua bên đây mà con ơi. Qua bên đây, qua bên đây. Đủ nước luôn mà sao nó không có thành hình giống như hình ta vậy trời. Lần đầu tiên làm cái này, lần đầu tiên chơi cái này không biết nó như thế nào luôn. Trộn xong rồi nè, nhìn giống cơm không? Nhìn giống cơm không các bạn? Xong rồi, tiếp theo là cùng làm trứng. Ta hãy cho nước đến cái vạch màu đen. Trứng là cái này á. Không, cái này trứng chứ. À, dùng ok, mình cho nước vô sẽ. Mình sẽ cho nước lên cái ngay cái ngấn đó. Cho
trứng. Tút 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 tút. Trời ơi, bơm này bơm tới mai. Giờ mình sẽ cho phần trứng vô. Trứng là sẽ là màu màu này, màu cam. Mình cắt hai cái này ra cho. Ok, mình sẽ cho cái gói này với trứng vô nè, vì là trứng nè. Ok, coi cái mũ. Mũ cũng cái bột màu trắng luôn. Đâu rồi, tiếp theo hãy để bột vào làm trứng, rồi phẳng, đảo đều lên rồi làm phẳng nó nhé, đợi 3 phút sẽ đông lại. Đảo đều lấy nó ra màu vàng rồi nè, nó thơm quá trời luôn, nó ngọt liệm mà thơm cái mùi ngọt liệm luôn. Đảo đều, nó kêu đảo đều. Đảo đều xong cái để đó chút nó đồng. Ok, đều chưa? Và đều dữ chưa? Đều được chưa? Thử miếng coi. Cái mùi này quen lắm nha. Cái vị này quen lắm nha. Sau đó mình cùng làm cá ngừ. Hãy cho nước vào khay, con gạch dưới đen. À này, nó giống như làm trứng vậy đó. Bây giờ mình khui cái bịch phải bên này không ta? Ờ, tuna nè. Nghe tuna. Cái này nó có màu không? Cái này nó còn có hơi hơi có màu chút xíu, màu tím tím. Trời thơm. Nó lên màu hồng nè. Này màu hồng gì? Này màu tím luôn mà. Ok, cũng là cũng làm miếng chi chang này luôn, xong rồi chút 3 phút nó đông lại. Mấy cái đồ này của Nhật nó hay quá không? Chỗ cái này hồi đó mình ghi mình thích coi người ta làm, nhưng mà mình lúc đó mình không có tiền mua. Nói không có tiền mua nghe nó thảm thương quá, không phải, mà thực sự là nó quá mắc, nó không có giống như là một hộp này mà hồi đó chắc ăn được 2 ổ mì. Với cái thời điểm đó nha, mà thời điểm bây giờ thì mình không biết. Nên là ba má làm gì cho mình mua mấy cái này chơi. Chán là đẹp không? Đẹp không? Phẳng để sợ. Thử miếng luôn. Nó ngọt ngọt. Rồi tiếp theo là cùng làm rong biển. Rong biển thì mình phải lấy cái màu màu đen này. Và cái này giờ mình sẽ làm rong biển. Là nó kêu làm theo cái này nè. Lấy kẹo màu đen, dùng tay kéo đàn đều cho bằng với kích cỡ của rong biển theo cách hướng dẫn. Có kéo cầm một cách. Cục gì? Cục rong biển hả? Rồi nó mềm mới sợ luôn á. Tụi nó thơm. Ủa gì nó thơm dã man quá ơi. Mình dễ không? Mình cán ra hả? Mình làm bóp 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 nha. Bóp bóp bóp. Trời ơi. Ủa trời chết trời, nó lủng lỗ. Nó lủng lỗ rồi các bạn ơi nè. Trời ơi, cái gì mà làm kỳ cục như trái rồi lục lọt ai. Làm ăn gì kỳ cục cũng lủng lỗ. Được vậy chưa, được chưa? Vậy là được chưa?
Trời ơi, thông cảm đi. Đầu chơi cái này. Rồi sao để đó luôn hả? Rồi hãy làm trứng cá hồi. Rồi bây giờ mình làm trứng cá hồi. Hãy cho nước đến vạch màu đen của chữ AB. Ok, giờ mình cho nước vô hai cái OA với OB. Ok, xong rồi giờ làm gì đây? Hãy cho bột làm trứng cá hồi túi màu xanh. Là túi màu xanh này. Rồi cắt hai này ra đây. Ok, trứng cá hồi túi màu xanh vào khay A. Cái túi màu xanh này vô khay A. Khay A là khay trên đây. Chỗ sống bột màu trắng không nhỉ? Rồi sao nữa? Khay A dùng ống nhỏ giọt hút dịch. Ồ vậy là với tờ nó không có ghi là làm cái B này nữa. Thôi tự mình biết đi. Ok, cái này là B. Ok. Ồ cái này nó mất có màu đỏ luôn. Rồi trộn á. Mình sẽ cận cảnh cái này chút xíu nha. Cái này như thấy nó đẹp lắm á. Ok, giờ bóp cái này nhỏ. Tủng. Tủng. Trời dễ thương lắm rồi. Hồi này thấy cái tay của mình. Ok. Ôi dễ thương. Trứng cá hồi kìa. Trứng cá hồi. Những cái trứng cá hồi dễ thương gì đâu. Tung tung. Thôi đã. Cũng chưa biết. Nhưng mà nhìn rất là dễ thương luôn. Bây giờ mình lấy cục cơm ra. Ra nặng thành 5 phần. Cơm mà trắng trắng nhìn như đường. Rồi giờ mình làm sushi nha các bạn nha. Ok, mình sẽ nặng thành 5 cục cơm. Rồi giống nha, giống cục sushi không, 5 cục đang bóp 5 cục cái đó. Ô chế là đây có 4 cục mà chia 4 cục rồi. Để ít ít lại. Ok, vậy nên 5 cục. Đây đi. Đây, đến đây. 5 cục cơm. Vậy là mình cái này nó đông rồi nè. Ui, nó đông rồi nè. Ui, cắt đôi hả? Ok, giờ mình cắt con này. Ui, tinh 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 tinh. Chị ơi, đẹp quá. Một trứng nè. Ui, trời má ơi. Ê, nhìn giống rồi. Nè, để lên nha. Ok, giờ mình sẽ lấy thêm 5 xúc. Ủa mà đẹp quá hả? Đẹp lắm luôn á. Và sao tiếp theo là làm gì? Hột trứng cá. À, cái này cũng tương tự giống vậy luôn. Ok, cắt giữa ra đây. Ủa nó đông lại giống như rau câu.
Ủa có nè, nó có cái quần nó đẹp quá à. Ok, mình sẽ để lên. Yeah. Thế là mình đã có 3 cục sushi rồi. Và bây giờ thêm một cái này nữa. Wow, đẹp quá rồi. Ủa, còn cục để làm gì trời? À, trứng, đứa yên nè, đừng té nhào nha con. Ôi trời, nó té nhào nữa rồi. Thật ra làm sushi không dễ thế nào. Ok, làm sushi trứng cá hồi. À chỗ là mình sẽ xé cái miếng, mình sẽ xé cái miếng rong biển này ra, sau đó mình sẽ cuộn cái cục cơm này lại, cục cơm cuộn lại rồi bóp bóp nó lộn ok, nhìn cũng dễ thương chứ bộ. Sau đó mình sẽ cho cái trứng cá hồi lên. Ủa nè, các bạn coi nè. Ok, bây giờ mình cho cái trứng lên trứng cá hồi nha. Quảng xong ủa xong cho cái nước nó lên luôn vậy nè. Ủa dễ thương chưa, gớt xuống con, gớt xuống, trời gớt ra ngoài luôn rồi. Ủa vậy còn nhiều với cái trứng hầu nên làm gì vậy, sao bỏ lên hết được, nhiều lắm. Ôi, bạn trứng đã té rồi, đứng lên bạn trứng. Ok, bây giờ mình sẽ quay cận cảnh nha bạn xem nha. Rồi, cái đường vần của cái trứng giống lắm luôn á đó. Đó, sau đó là cái cá ngừ nè. Chỗ mà dễ thương nhất là cái trứng cá hồi á. Dễ thương quá à. Cái này để chụp lại tấm hình coi, coi thành quả của mình coi. Bây giờ mình sẽ thử nha các bạn nha. Đầu tiên là mình thấy cái trứng cá hồi nó còn dư á. Mình cái trứng cá hồi mình còn dư á, thì mình sẽ thử cái trứng cá hồi nha. Trong cái khay nè. Nó hộp hộp nó giống lắm luôn á. Kẹo nó ngọt ngon lắm mà cắn vô nó bụp 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 nữa, mà công nhận giống thiệt nha. Cắn đã hơi sợ luôn á. Biết vậy hồi đó mình hả, mình ghé mình để tiền mua mình chơi luôn rồi, coi nhận ngon, vừa được chơi vừa được ăn ngon nữa. Ok, bây giờ mình sẽ thử qua cái này nhé. Mình sẽ thử cái trứng trước. Itakitma. Không biết nói đúng không. Phần cơm á thì nó ngọt, nó dai dai. Còn cái phần trứng á, mình ăn á, mình thấy nó giống như rau câu rồi á. Nó mềm mà nó hơi sụp sụp chút xíu, còn cái cơm nó dai 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 dai, thơm. Mùi thì không biết mùi gì, thấy không có mùi gì mà nó, mình cảm thấy giống như là cái phần nó ngọt 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 vậy đó. Ok, bây giờ mình sẽ thử cái tuna. Cái tuna này nó cũng giống như cái củ trứng, nhưng mà nó có hơi vị chua chua nhẹ.
nó ngọt mà nó có vị chua chua nhẹ, còn cái trứng không có. Để thử cái này nha, bữa nãy mình thử cái màu đen đây thì nó rất là thơm luôn, mà nguyên ba cục như vậy mà vô cái miệng mình không biết nó sẽ như thế nào. Cái phần màu đen đen á nó là dính răng. Mình không nhớ nó giống cái gì nè, nó giống cái gì đó, nó dính răng mà mình ăn mới là nó tan 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 trong miệng á, nó lạ lắm, nó ngọt. Nhưng mà mình cán cái phần trứng cá hồi còn đã thiệt luôn á, quá ăn hết rồi. Trứng cá hồi bị mình ăn hết rồi. Rồi bây giờ còn còn mấy hộp trứng cá hồi hốt luôn. Cắn mà nó bụp 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 đã trời. Ok, bây giờ mình sẽ qua cái món thứ hai nha các bạn nha.